Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết, Phật giáo là một tôn giáo, đồng thời cũng là một hệ thống của triết học có nguồn gốc từ Ấn Độ, bao gồm một loạt các giáo lý, tư tưởng triết học cũng như tư tưởng cùng tư duy về nhân sinh quan, vũ trụ quan, thế giới quan, giải thích hiện tượng tự nhiên, tâm linh, xã hội, bản chất sự vật và sự việc, các phương pháp thực hành, tu tập dựa trên những lời dạy ban đầu của một nhân vật lịch sử có thực tên là Tất Đạt Đa. Tất Đạt Đa thường được gọi là Bụt, Phật Thích Ca hay Đức Phật. Ngày nay có tồn tại ba truyền thống Phật giáo chính ở trên thế giới. Thứ nhất là Phật giáo Nam truyền, còn gọi là Nam Tông. Truyền thống Phật giáo được truyền từ Nam Ấn đến Sri Lanka, theo đường biển truyền đến khu vực Đông Nam Á. Đại biểu lớn nhất cho truyền thống này là Thượng Tọa Bộ, với hệ kinh điển Pali, được coi là bảo tồn gần nhất với triết lý nguyên thủy của Phật giáo. Thứ hai là Phật giáo Bắc truyền, còn gọi là Bắc Tông. Truyền thống Phật giáo được truyền từ Bắc Ấn đến Trung Á, theo con đường tơ lụa truyền đến Trung Quốc, lan sang Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam. Truyền thống này lấy tư tưởng Đại Thừa làm chủ đạo, nên nó còn gọi là Phật giáo Đại Thừa, với hệ kinh điển Sanskrit, Hán ngữ đồ sộ, phong phú. Thứ ba là Phật giáo Mật truyền, còn gọi là Mật Tông, cũng được truyền qua Trung Á, qua con đường tơ lụa đến Tây Tạng, sau đó lan sang Mông Cổ, Nepal và Bhutan. Chịu ảnh hưởng tư tưởng Chân Ngôn, tiêu biểu là hệ phái Kim Cương Thừa, sử dụng hệ kinh điển Tạng ngữ là chính. Phật giáo Nam Tông thì phát triển mạnh ở Sri Lanka và Đông Nam Á, Campuchia, Miến Điện, Lào, Thái Lan, miền Nam Việt Nam. Phật giáo Bắc Tông thì phát triển mạnh ở Đông Bắc Á, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam và bao gồm nhiều phân nhánh nhỏ hơn như Tịnh Độ Tông, Thiền Tông. Còn Phật giáo Mật Tông thì phát triển ở Tây Tạng, Mông Cổ, Nepal và Bhutan. Như vậy, Phật giáo là tôn giáo phát triển mạnh ở Việt Nam, nên có nhiều công trình kiến trúc của Phật giáo được xây dựng tại nước ta, và minh chứng điển hình là vào ngày 11 tháng 3 năm 2023, Đại Bảo Tháp Kinh Luân Rigumkagyu Rinchen Khoken Khogui Gogeka tọa lạc tại khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh Sầm Tình Hiêu Đà Lạt, do công ty Kim Phát làm chủ đầu tư, đã chính thức khánh thành và đón nhận kỷ lục Guinness World Records cho tháp Kinh Luân lớn nhất thế giới. Đây là công trình tọa lạc trên đỉnh đồi cao thuộc thôn Cambiu, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Đại Bảo Tháp Kinh Luân làm bằng đồng tinh khiết, mạ vàng 24K với trọng lượng 200 tấn, chiều cao 37,22m, đường kính 16,53m. Đây là công trình nằm trong quần thể văn hóa tâm linh Phật giáo Kim Cương Thừa ở Sầm Tình Hiêu, Đà Lạt. Chia sẻ tại lễ trao chứng nhận kỷ lục, bà Sonia Ushiro Gochi, chuyên gia thẩm định của Guinness World Records, cho biết công trình không chỉ được hoàn thiện theo các quy chuẩn kỷ lục, mà những thông số đã vượt qua công trình giữ kỷ lục hiện tại. Cụ thể, tháp phải được làm từ một bánh xe hình trụ chứa đầy kinh sách bên trong, kinh luân phải xoay được bằng sức người hoặc sức nước hay bằng các phương tiện khác. Sầm Tình Hiêu Đà Lạt là điểm đến cho hành trình khám phá và khai mở thân an, tâm tịnh, trí sáng. Từ ước vọng tâm huyết của Hòa Thượng Rabwan Sonam Jorfel Rinpoche, vị tu sĩ đến từ vùng đất Phật thanh tịnh Ladakh, Ấn Độ, công ty Kim Phát đã xây dựng nên Đại Bảo Tháp Kinh Luân Rigumkagyu Rinchen Khoken Khogui Gogeka. Công trình được đặt trong không gian văn hóa tâm linh Phật giáo Kim Cương Thừa Rigumkagyu Sầm Tình Linh Việt Nam tại Sầm Tình Hiêu Đà Lạt. Đây không chỉ là một công trình đáng tự hào của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế mà còn gửi gắm nhiều ước nguyện sâu sắc. Theo kinh điển Phật giáo, Kinh Luân là hiện thân từ kim khẩu giác ngộ của chư Phật. Trong bánh xe cầu nguyện là hơn 1 tỷ câu chú Om Mani Padme Hum, chứa đựng tất cả phẩm tính về thân, ngữ và tâm của Đức Phật, được in lên giấy lụa mỏng và các phẩm vật cát tường như xá lợi của Phật, xá lợi của các vị thánh tăng. Khi được quay Kinh Luân, các chuỗi chân ngôn bên trong chuyển động sẽ tạo ra nguồn năng lượng từ trường tích cực, an lành, nguồn phúc lạc to lớn của thập phương chư Phật, giúp cho con người bình yên,
hạnh phúc. Bất cứ ai lắng nghe câu thần chú lục tự đại minh với tín tâm, người đó sẽ được tái sinh vào các cõi cao. Xung quanh Đại Bảo Tháp Kinh Luân, trong quần thể không gian văn hóa tâm linh Phật giáo tại Sầm Tình Hiêu Đà Lạt, còn thiết trí nhiều công trình Phật giáo với các hệ thống tượng thờ lớn được kiến tạo bởi bàn tay của các vị hành giả Phật giáo đến từ Ấn Độ, Nepal. Kiến trúc của Đại Bảo Tháp Kinh Luân. Như đã nói ở trên, Đại Bảo Tháp Kinh Luân Lâm Đồng này có chiều cao 37,22m, đường kính 16,53m, chính thức được xác lập kỷ lục thế giới Guinness World Records từ cuối năm 2022 và đã trở thành Đại Bảo Tháp Kinh Luân lớn nhất thế giới. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đại Bảo Tháp Kinh Luân. Đại Bảo Tháp Kinh Luân là một trong những điểm nhấn lớn trong khu vực Sầm Tình Hiêu này, cho nên nhiều du khách đã tò mò tìm đến đây chụp ảnh, chiêm ngưỡng. Do giác vàng 24K, vì vậy ánh nắng của Tây Nguyên sẽ làm Đại Bảo Tháp vàng rực sáng bóng, tạo nguồn năng lượng tích cực và giúp đem đến sự tốt lành thịnh vượng. Đến với Đại Bảo Tháp, bạn sẽ được thả hồn vào thiên nhiên tráng lệ và hùng vĩ, đó là không gian yên tĩnh nhưng không hề thiếu vắng bóng người. Luôn mang cho mình vẻ đẹp hấp dẫn bí ẩn, dù đứng ở phía nào tại đây, bạn cũng có thể chiêm ngưỡng thế giới rừng núi một cách trọn vẹn. Du lịch tâm linh chốn tĩnh lặng dành cho tâm hồn bạn, một kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời. Hãy đến đây và hòa mình vào thế giới thanh tịnh, hòa mình vào thiên nhiên để tâm hồn bạn trở nên dịu nhẹ hơn. Khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh Sầm Tình Hiêu, Đà Lạt với biểu tượng tháp kinh luân lớn nhất thế giới, Rigung Kagyu Rinchen Khoken Khogui Gogeka, xứng đáng là điểm đến của du khách thập phương, đặc biệt là những ai mong muốn một lần hành hương về miền đất Phật hoặc trải nghiệm du lịch văn hóa tâm linh. Giá vé tham quan Bảo Tháp Kinh Luân là bao nhiêu? Đại Bảo Tháp Kinh Luân nằm trong khu du lịch Sầm Tình Hiêu, nên khi đến đây bạn chỉ cần mất phí 150.000 đồng một khách từ cổng chính, sau đó bạn có thể tự do tham quan Bảo Tháp. Như vậy, nói tóm lại, các trường phái Phật giáo khác nhau ở quan điểm về bản chất của con đường đưa đến giác ngộ để được giải thoát, tính chính thống của các bài thuyết giảng và kinh điển, đặc biệt là ở phương thức tu tập. Vì hướng đến việc nhận thức đúng đắn bản ngã và thế giới khách quan nên hệ thống triết lý Phật giáo chứa đựng nhiều quan điểm bản thể luận và nhận thức luận. Siêu hình học trong triết học Phật giáo đã phát triển đến một trình độ cao. Cũng như Nho giáo, Lão giáo và triết học phương Tây hiện đại, Phật giáo là một hệ thống triết học mang tính khai sáng nhằm hướng con người đến chân, thiện, mỹ. Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.